chào cả nhà. Cả nhà ơi, xách cái rổ bự không? Cả nhà biết chi không? Trời, Huyên dậy vô leo đây. Hôm nay vô leo, trời ơi, quá trời nhiều dưa leo luôn cả nhà ơi. Cái bây giờ Nhung Hà rủ cả nhà đi thu hoạch dưa leo nha cả nhà ơi. Đây, trời ơi, bữa hôm á thu quá chừng dưa leo nó lại ra đâu đấy cả nhà. Công nhận nha, tới mùa dưa leo là hái gọi là đã tay luôn cả nhà. Đây nè, trái gì đâu mà quá chừng luôn á, to nhỏ gì cũng có hết cả nhà ơi. Hôm nay gom hết vừa to vừa nhỏ luôn nha. To thì mình ăn, nhỏ thì mình muối hả. Trái nhiều lắm, chắc là phải đầy cái rổ này nha. Lá nó che nên là nó hay núp lùm trong đây đó. Có em này nè, là dưa leo xanh dài. Này là dưa leo trắng nè. Đây trái trắng rồi nè. Ồ, đây có dưa leo trắng này. Ôi, trắng này, khỏi tấm trắng nha cả nhà. Trắng bóc luôn cả nhà xem nè. Đó. Trắng dữ dằn chưa? Đo cái màu xanh mới biết cái màu trắng dữ dằn ha. Mình trồng đủ loại dưa leo hết cả nhà ơi. Đây có em này. Đây nữa nè. Đủ loại. Này là dưa leo leo chùm mà. Nhỏ nhỏ, trái nhỏ nhỏ thôi. Này là dưa leo chanh nè. Úi giời ơi, ôi thương chưa cả nhà ơi. Nó nằm chen chúc chùm chùm, nhìn thấy thương không cả nhà ơi. Đã ha. Cái trái này là dưa leo chanh mà gọi là tròn màu vàng. Ít bữa anh Nhung Hà sẽ có một cái loại như vậy mà nó màu xanh cả nhà. Nó tròn như vậy mà gọi là họ gọi là táo cả nhà ơi. Dưa leo táo. Đó. Dưa leo táo rất là nó cũng tròn y vậy luôn á mà trái lủng lẳng thương ha. Bự hái. Hôm nay là hái đã tay luôn á nha. Chưa mấy trái bên kia nó lớn rồi hái sao ha. Bên đây dưa leo chanh chưa có bự. Còn mấy cây dưa leo Hàn Quốc thì mình bữa hôm mình cái em dưa leo Hàn Quốc này cả nhà biết sao không, mình kéo không sao, đứt luôn cả cái đậu lên đây. Bây giờ thì bắt đầu nó ra một cái lứa khác cả nhà. Đây nè, dưa leo Hàn Quốc. Trái dài dài bữa hôm đó cả nhà. Đi qua bên đây mình quay cái trái bầu hồ lô này cả nhà xem. Đây nè, ôi năm nay đúng là Nhung Hà trồng được bầu hồ lô chính chính xác luôn nè. Đó, đẹp không? Đó, bây giờ Nhung Hà hái trái bầu hồ lô này nha. Trời ơi, mình cắt mà mình quên bấm máy cả nhà ơi. Là cắt xong hai trái rồi mới là ú quên bấm máy rồi. Thôi, lỡ rồi thôi cả nhà, đây hai trái bầu hồ lô. Ôi, thương không cả nhà ơi. Ui, tròn quá. Qua đây thì có hai trái bầu này non ơi non chưa cả nhà. Mình cắt để mình dùng nấu canh đó. Rồi. Đó, được hai em. Rồi cái này khỏi gọt vỏ luôn. Hai trái bầu. Ôi, nó trắng, gọi là trắng. Bầu bạch tuyết cả nhà ơi, nó trắng nõn là luôn nè. Này còn bự dữ lắm luôn á, nhưng mà ăn non mà đang thèm quá nên hái vô ăn luôn. Đó, rồi để cho cái em này nó phát triển nè. Rồi hai em trên đây để cho phát triển nữa cả nhà. Đã, năm nay Nhung Hà trồng bầu nhiều lắm cả nhà. Mình mới đi vô lấy cái rổ bé bé xinh xinh đang tìm dâu tây cả nhà ơi. Đây, Nhung Hà có trái dâu tây nè. Wow, dễ thương không cả nhà. Thấy có trái chín rồi ta. Được hai em nhỏ nhỏ. À, trong đây chưa có dâu rồi. Đi ra ngoài mé bên kia đi. Còn có trái chín đây nè. Ôi có em nào cũng ăn. Thương nó quá.
thì chỉ cả chỉ la lối gì trong người ta. Ở nhà xem vườn nhưng mà nè, đó, cà chua thì ta nói rất là nhiều luôn năm nay, nhưng mà có nhiều cà chua lắm mà nha. Còn cái này là độc lạ, bông atiso cả nhà ơi, bông atiso này dễ thương không? Ôi cái này là độc quyền luôn á. Thường thường là Nhung Hà có loại bông atiso này thôi nè. Đó. Mà hôm năm nay Nhung Hà lại có cái loại này. Cái loại này là chị Vin Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho Nhung Hà. Lần đầu tiên Nhung Hà thấy cái bông atiso kiểu này luôn rồi nha. Nhìn lạ không? Mà nó chưa có bự ở nhà ơi. Ít bữa nữa mình bự. À no, ít bữa nó bự chứ không phải mình bự. Cái mình cắt nó mình vô mình hầm gà nha cả nhà. Đi qua hai dãy này mình đi hái dâu tây nha cả nhà. Bữa hôm Nhung Hà có bón dâu tây, có quay ở nhà xem đó. Ôi, có cái con gì nó ăn hết lủng lỗ. Tôi hiểu cái trái dâu này chưa, nhưng mà trái dâu này nhìn đẹp quá. À, vô cái rổ luôn. Trong đây trái hùm hùm hái luôn, thôi mấy con gì nó ăn uống. Em này chắc lát nó bọc lại. Ôi, ôi có trái trong đây bự chưa. Đâu rồi, đây 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 đây. Trời ơi, đã chứ cả nhà ơi. Wow, công nhận nha. Bón phân xong có khác nên trái dâu bự dữ à. Cây nó cũng mương mướt rồi, ta nói là có phân là nó tốt nha. Trời ơi, cái trái này lát buộc buộc lại nữa nè, trái bự bự không. Ôi, được ba em nữa nè cả nhà. Đó. Hai trái này hiểu sao mà nó bị nứt nẻ cả nhà ơi ha. À, vô đây. Mà đã chín rồi đó cả nhà. Hôm nay nè, em hái luôn. Này, buộc lát nữa tìm mấy cái trái ấy bọc bọc nó lại thôi. Mấy chị kia chị tẹm hết. Cái này ăn cũng chấm muối hay chấm sữa đặc gì cũng ngon hết. Ôi trái này đẹp quá hả, như trái tim luôn. Đã chứ cả nhà ơi. Wow, trong đây có trái tuyệt vời ở mặt trời luôn. Chín đẹp quá hả. Trái hươm lá tạch lại. Ôi nãy giờ cái trái này lủng lỗ. Bỏ lại cho đẹp. Nó. Ôi dễ thương không mọi nhà. Đây có hai em đó nè. Nhiều rổ luôn. Em ơi chưa. Trời trái này ok nè. Ngon ha. Công nhận nha. Dâu mùa hai trái bự đã ha. Này chắc cũng được rổ cả nhà. Đây trái nữa nè. Wow, trái này đã chưa. Coi mấy em trong đây cũng ngon chưa. Hết chưa. Trái này hư rồi. Xong rồi đi tới nước cả nhà. Mình chưa có tới nước dâu tây nữa. Wow, có trái chín nè. Đi qua cái dãy bên đây nè. Trời ơi, dãy bên đây quá trời luôn nè cả nhà. Đây nè, nó. Wow, đây có trái chín rồi nè. Trái này mềm quá. Ôi ôi, trái này nó bự. Đã không cả nhà ơi. Đây có trái bự nữa nè. Wow. Thích quá. Đây nữa nè. Ôi ôi. Trái này nhỏ nhỏ, xinh xinh, bé bé. Em này xinh xinh luôn. Mũi quá. Hai em là tí hon. Rồi có trái đây nữa ra hái luôn nè.
Trời, cái trái này bự chưa nè, ngon chưa? Wow, thích quá. Ôi, được cả rổ luôn nè. Ôi, mũi không có đập được, phải thổi nó đi. Ôi, nhà xem nè, được cả rổ rồi. Đã chưa? Trái này chín ngon chưa nè. Đó, trái này ngon chưa? Ui, trong đây trái bự. Rồi xong, có con gì nó ăn nó cạp rồi nhà, mà trái nó bự ơi bự luôn. Đã dễ sợ lắm, con gì nó cạp. Ui, trái này cũng bự kìa. Công nhận bón phân vô nó hiệu quả dữ ha. Đây em đây nè. Wow, hai em đây luôn. Vô luôn, vô luôn. Đây nữa nè. Wow, trái này đúng tuổi chứ nè. Trời, hôm nay được cả rổ dâu tây luôn cả nhà. Không ngờ luôn á. Nãy thấy có mấy trái thôi mà không ngờ được cả rổ luôn. Trái là chưa chín. Em này chín hái luôn. Em này hơi hơm hơm. Em này ok hái được rồi. Ôi, trái này bự dễ sợ, chín mọng rồi. Ô đây nữa nè, rồi. Trái bự, con nhện con gì nó khôn ghê, nó vô tẻm 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 từng lỗ vậy đó. Ui, được cái rổ thương chưa? Chưa. Đây có em nữa. Trái này hư rồi. Nói đi, tìm em nào hơi chín chín hờm hờm mình bọc lại cả nhà ơi. Mấy cái trái là Nhung Hà bọc lại hết á mới được như vậy nè cả nhà. Chứ không thôi là mấy em cũng bị mấy con gì nó tẻm rồi đó. Cũng được một rổ nho nhỏ cả nhà. Đi qua đây tìm xem còn trái nào không. Cái dãy trong kia mình được như đây dưa leo. Bây giờ mình đi ra vườn nha cả nhà. Xách cái này đi đó. Đi vô vườn nha. Bây giờ thì ơ chưa có bí ngòi chưa nhà ơi. Bí ngòi ít hôn nữa đi ha, nó đang lớn dần mới thụ phấn, lá tốt quá. Đó, có trái này bự dữ ạ. Được em này bự này, hái luôn thôi nó già. Ui. Ôi. Ok. Wow, cái trái dưa leo nó bự chảng luôn. Đã chưa? Nhiều lúc cái lá nó che không thấy. Đây. Nguyên dãy dưa leo trong vườn chắc đầy cái thùng này luôn á nhỉ. Ôi, trái bí ngòi nặng quá. Để đây, lát mình lấy. Đó là dưa leo Hàn Quốc. Em này dưa leo Hàn Quốc luôn nè. Con trái nằm mé ngoài lát ra lấy. Đây này vừa lớn hả ha. Này dưa leo Hàn Quốc luôn nè. Em này sao đều đều hết luôn. Là bón phân lát nè. Đi bón phân cho mấy chị. Cái này ra ngoài hả. Chừng dưa leo ở nhà thấy mê không cả nhà ơi. Mình thấy tình trạng là thiếu phân. Trái đều đều là mình nghĩ là nó thiếu phân rồi. Để chuẩn bị bón phân cho nó. Trời ơi, cái trái này bự dữ. Hái xong là đi bón phân liền cho nó. Phân organic rau củ đó cả nhà. Hoặc là có thể nó nuôi mấy cái trái này bự cho nó mất sức á.
Ôi được nhiêu đây rồi nè cả nhà. Công nhận há dưa leo đã cái tay thiệt chứ. Có trái đây nè. Ủa, kéo cái lá lên là thấy trái liền không? Quá wow, trời ơi, đây cả chùm có nè cả nhà. Thằng chu ô. Thương dễ sợ chưa? Cả chùm luôn. Lá banh ra có trái không? Đây có trái đây. Ôi con trái dài thiệt dài đây luôn. Đây cả nhà xem nè. Ui trái này dài dữ dằn luôn. Đã chứ cả nhà. Ở trong này có một trái. Con em này cũng dài ơi dài luôn nè. Đó. Mấy trái bự luôn nè. Trời cái trái này chà bá luôn. Ôi không để ý nó bự dữ dằn luôn. Wow cái trái này cũng dài dữ dằn chưa. Lụm cái trái này vô đây. Đi ngồi. Ôi đĩa qua đây thấy. Cái trái này sao mềm à. Cái trái này nó bự quá hả luôn. Cái ngòi tròn sọc cả nhà. Ôi ôi cả nhà xem là nãy giờ mình gom được nguyên một mét đầy ắp luôn rồi đó cả nhà. Wow, mới Peru của Nhung Hà nay xanh mướt luôn. Bữa hôm mình thu mấy cái trái đi rồi á, cái nó tập trung lại nó vươn nó lại xanh mướt cả nhà. Đó. Nên là bữa hôm mình chừa mấy cái trái lại á, cái cây nó vàng nó không phát triển. Trời ơi, hai cây nó xanh mê dễ sợ luôn rồi nha. Nó còn vòi ra nữa kìa. Trời ơi đã chưa. Hồi còn bắp thì nó đang ra ra rau cả nhà ơi. Đó, giờ đi ra đằng sau nè. Thu mấy ẻm nè. Ở đây. Trời ơi, có một cái trái dưa leo rắn nè. Bự dữ dằn chưa. Đó, cả nhà xem nè, dưa leo rắn cả nhà. Nó dài bằng màn hình luôn rồi. Wow, con trái dài dữ dằn dữ. Ôi, trên nhà chị chủ là có cái loại dưa leo trắng rất là dài. Ở nhà Nhung Hà có cái loại dưa leo rắn rất là dài luôn, siêu dài luôn. Này là hơn 2 gang nha cả nhà. Để đo thử coi nha. 1 2 hai gang gần 2,5 gang cả nhà. Đó, ôi ôi, quá nó dài bằng cả cái rổ này luôn nè. Dữ dằn chưa? Ủa, những cái trái dưa leo Hàn Quốc này, vẫn thua xa nó luôn nè. Được có nữa. Trái dưa leo cưng chưa? Ồ, cái này muối cũng ngon, ăn cũng ngon nữa. Vô cái rổ. Wow, con trái dưa leo này dài dữ dằn chưa. Này cái giống dưa leo Hàn Quốc giống trên chị chủ này nha. Đây có em đó nè. Wow, đây em đó. Ui giống dưa leo này dài đâu á. Wow, cái trái này nặng dữ à. Đây nè. Đây thành quả của ngày hôm nay đây cả nhà ơi. Đó, quá chừng dưa leo và dâu tây và bầu nữa cả nhà. Hôm nay được cả mẹt dâu tây luôn. Mời cả nhà ăn dâu tây nha. Ăn dâu tây cùng Nhung Hà nha. Nó chua chua ngọt ngọt ngon ghê luôn cả nhà ơi. Nhiều nước. Đi vô trong lấy chén muối nha. Đã rửa ba trái dâu tây mấy anh đây rồi nè. Đó, đây nha, ba trái nha. Mời cả nhà ăn dâu tây tiếp nha cả nhà. Trời ơi, có tí xíu muối nó ngon dễ sợ luôn. Ngon quá.
muối Tây Ninh cả nhà. Nhiều nước à. Chua chua ngọt ngọt. Chấm với lại mặn mặn cay cay ngon ghê. Ngon. Và đã luôn rồi nhờ. Con cha thì nó thích chấm sữa đặc có đường. Trái này ngọt quá. Ngọt quá, chấm muối không ngon. Wow. Ngon dữ. Đã rồi cả nhà ơi, nãy giờ ăn 4 trái dâu tây rồi. Còn bây giờ Nhung Hà đi vô trong rửa xong rồi cái cất lại một mớ để trong tủ lạnh đó cả nhà, cho con trai nó chấm sữa đặc ăn. Thôi Nhung Hà xin tạm biệt cả nhà tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye.